Top 7 thực phẩm không nên để qua đêm. Các bạn thử tự hỏi xem đã bao nhiêu lần các bạn để thức ăn qua đêm rồi. Thực tế có rất nhiều lý do để chúng ta làm như vậy. Có thể do thức ăn chúng ta chưa sử dụng hết nên ta phải bảo quản để tránh lãng phí, hay đơn giản là chúng ta muốn làm thức ăn sẵn, dự trữ để tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, có những loại thực phẩm một khi để qua đêm thì có thể sẽ sinh ra những chất không tốt cho sức khỏe, và một khi ăn phải thì sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể. Sau đây, kênh Chia Sẻ Vô Hạn sẽ gửi đến các bạn top 7 loại thực phẩm không nên để qua đêm mà bạn cần lưu ý nhé. Các món nộm, gỏi. Như các bạn đã biết, hầu hết các món nộm, gỏi đều không cần dùng đến nhiệt độ để làm chín. Vì thế các vi khuẩn và ký sinh trùng dễ bị sót lại. Nếu để qua ngày hôm sau, ngay cả khi bạn đã để trong tủ lạnh thì một số vi khuẩn, nấm mốc cũng có thể không ngừng sinh sôi. Những vi khuẩn này dễ gây ra những bệnh về đường ruột, thậm chí là ngộ độc. Các món rau nấu chín. Khi rau được nấu chín để quá lâu sẽ tạo điều kiện giúp vi khuẩn phân hủy, lượng nitrat sẽ chuyển hóa thành nitrit, chất chứa gây ung thư. Thậm chí khi đun nóng lại cũng không thể khử được chất này. Nếu muốn bảo quản các món rau, canh trong một thời gian lâu hơn thì tốt nhất bạn không nên nêm nếm các loại gia vị như muối, mì chính. Sau khi nấu xong thì dùng một loại muỗng sạch múc riêng ra chén để dùng trong ngày. Phần còn lại bạn cho vào nồi đất hoặc nồi thủy tinh và để trong tủ lạnh. Không nên dùng những loại nồi nhôm hay nồi inox để tránh tạo ra các phản ứng hóa học không tốt khác. Nước ngọt có ga. Nước có ga cũng là một loại khác mà bạn không nên để qua đêm sau khi đã mở nắp. Khi để lâu thì nước ngọt sẽ bay hết hơi, biến thành nước đường lạnh, tạo môi trường thích hợp cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Chỉ sau một đêm số lượng vi khuẩn sẽ tăng lên đáng kể trong nước có ga, sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Do đó bạn không nên uống nước ngọt có ga đã để qua đêm sau khi đã mở nắp. Trà xanh. Trà xanh để qua đêm sẽ bị mất hết các vitamin, protein và các dưỡng chất có lợi khác. Không những thế, nước trà xanh còn bị xỉn màu, thành phần các vitamin cũng bị phân hủy, sản sinh nhiều vi khuẩn, nấm mốc độc hại, có hại cho sức khỏe. Cá và hải sản. Cá và hải sản để qua đêm làm cho chất protein biến đổi, từ đó hại cho chức năng gan và thận. Ngoài ra, hải sản qua đêm cũng tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn xâm nhập, tấn công, dễ dẫn tới những tình trạng như tiêu chảy, nôn ói, ngộ độc hay ung thư. Các loại nấm. Nấm bên cạnh lượng nước lớn còn có lượng muối khá cao, nhất là nấm tuyết. Nấm khi để qua đêm nguồn dinh dưỡng sẽ bị hao hụt. Lượng muối nitrat có thể bị phân hủy sinh độc tố. Ngay cả loại nấm mộc nhĩ vốn để khô có thể bảo quản lâu ngày, nhưng khi đã nấu lên bạn cần dùng hết trong ngày. Trứng luộc. Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết với trứng gà luộc để qua đêm, nếu không bảo quản trong tủ lạnh mà để ở ngoài thì với nhiệt độ từ 10 độ C trở lên, trứng luộc sẽ khiến cho vi khuẩn phát triển cũng như gây ra các triệu chứng như đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, đặc biệt là loại trứng lòng đào. Nếu bạn đã nấu để qua đêm thì càng không nên ăn. Nếu muốn sử dụng thì bạn có thể làm nóng hoặc chế biến lại sẽ tốt hơn. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, vui lòng nhấn nút like, share để ủng hộ kênh nhé. Và nếu đây là lần đầu các bạn đến kênh Chia Sẻ Vô Hạn thì hãy nhấn nút đăng ký và nút chuông nho nhỏ bên cạnh để luôn luôn cập nhật những video mới nhất của chúng mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.